Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ cho các bạn xem một cái chiếc xe Dongmen X30 rất là đặc biệt. Nó đặc biệt địa điểm gì thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Cái chiếc xe Dongmen X30 này nó sẽ có một cái đặc điểm hơi khác so với những chiếc xe mà mình đã từng làm video trước đây. Thì cái chiếc xe này sẽ dùng để chở các cái thực phẩm đông lạnh. Như các bạn đã biết rằng thực phẩm đông lạnh nó sẽ yêu cầu một cái thùng có các cái lốc lạnh tích hợp để làm lạnh. Thì cái sản phẩm này hiện tại là tích hợp cái thùng đông lạnh. Và cái thùng đông lạnh nó sẽ cho phép cái thực phẩm ở cái nhiệt độ là âm 5 độ C. Ngay bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây chính là cái sản phẩm mà mình vừa nhắc tới. Đó chính là cái chiếc Dongmen X30 thùng đông lạnh với cái lốc lạnh lên tới âm 5 độ C mà mình đang thực hiện cho một khách hàng sử dụng nó để chở các cái thực phẩm hải sản như là tôm, cua, cá. Thì các bạn có thể nhìn qua một cái sản phẩm, một cái thùng đông lạnh nó rất là kiên cố và chắc chắn. Đặc điểm mà các bạn có thể nhìn thấy nhất là cái lốc lạnh ở phần trên đời đỉnh của cái thùng này. Thì cái lốc lạnh này nó sẽ lấy điện từ cái bộ máy của cái chiếc xe X30 này. Khi mà chúng ta bật cái lốc lạnh này lên thì cái điều hòa ở mặt trước của xe này sẽ được tắt đi. Đó là cái điểm hay của cái sản phẩm này. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về chất liệu để hoàn thành lên cái thùng đông lạnh này. Đây các bạn có thể nhìn qua, đây là cái sản phẩm mà để tạo thành một cái lốc lạnh. Các bạn sẽ nhìn thấy nó ở hai bên này nó sẽ có một cái lớp tôn và ép rất chặt vào một cái lớp xốp như thế này. Thì đây là một trong những cái vật liệu để làm lên cái lốc lạnh này. Nó thứ nhất là nó gia cố được cái sự chắc chắn, và thứ hai là lưu được một lượng nhiệt và để cho cái thùng đông lạnh có một cái lượng nhiệt âm rất là cao. Ngoài ra thì nó sẽ khiến cho cái thùng này sẽ không bị quá nặng. Thực tế ra thì cả cái thùng này thì bên mình tính toán nó chỉ rơi vào khoảng chưa đến 50kg cho toàn bộ một cái thùng kiên cố như thế này. Tất cả từ tôn này cho tới các cái lớp composite lẫn xốp nó cũng không nặng quá 50kg. Đây các bạn có thể nhìn gần một chút về cái sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy cái thùng đông lạnh này. Ở cái mặt đuôi chúng ta sẽ nhìn thấy bên mình gia cố nó từ các cái lớp gioăng cho tới các cái lớp nhựa composite và các cái đường cắt cùng với những cái lớp inox, lớp tôn mà mình bắn vào cửa, nó rất là chắc chắn, thể hiện được cái sự bền bỉ nếu trong một khoảng thời gian dài mà khách hàng sử dụng. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy các cái lớp tôn này được gia cố vào đây, nó rất là chắc chắn. Thì khách hàng khi để cái sản phẩm gọ lên trên này, khi nước nó chảy thì nó sẽ chảy qua cái khe này. Khách hàng có thể tùy chọn được là cái khe gợn sóng như này hoặc là một cái khe phẳng. Thì cái này là khách hàng hoàn toàn có thể tự lựa chọn. Và bây giờ mình với các bạn sẽ sang bên cửa hông. Cửa hông cũng là một cái đặc điểm rất là nổi bật của cái sản phẩm này. Mình đã thiết kế cái cửa hông sao cho nó rất là thuận tiện để mở ra. Mà khi các bạn, nhất là những ai mà làm trong các cái sản phẩm xe đông lạnh này, chúng ta chỉ cần mở cái cánh cửa ra và chúng ta đóng các cánh cửa lại thì sẽ biết được cái chất lượng của thùng này. Ta nhìn thấy cái lớp tôn, cái lớp thành thùng nó rất là dày. Bình thường ấy thì một vài bên đơn vị hoặc một vài cái đơn vị mà làm cái thùng đông lạnh này ở Hà Nội thì có thể là họ sẽ quảng cáo cho các bạn là nó âm từ 5 đến 15 độ C, nhưng thực tế là 90% các cái sản phẩm đó không đạt được cái nhiệt độ mà khách hàng mong muốn. Thứ hai là cái nhiệt độ nó xuống rất là chậm. Bình thường thì có một vài khách hàng của bên mình than phiền rằng họ có làm thùng đông lạnh ở một vài đơn vị, nhưng mà khi mà bật máy lên thì nó phải mất đến 1 tiếng đồng hồ để cho cái thùng này đạt được đến cái nhiệt độ tối ưu là 0 độ C. Nhưng với cái sản phẩm này thì các bạn chỉ mất khoảng 30 phút. Đó là tại sao mình nhắc đến ban đầu, đó chính là một trong những cái điểm quan trọng của cái sản phẩm này, đó chính là chúng ta sẽ phải có cái chất liệu làm nên thùng nó thực sự là tốt và thực sự là chất lượng thì các bạn mới đạt được cái nhiệt độ như vậy. Ok, về cái chiếc xe Dongmen X30 thì với cái xe này là xe mới 100%. Chúng ta sẽ tính tiền
lốc lạnh riêng, tiền thùng riêng và cái xe bay riêng. Thì cái xe bay này hiện tại bên mình đang phân phối cho khách hàng với cái giá là 250 triệu chiếc xe này. Khi khách hàng lắp thêm một cái thùng đông lạnh nó sẽ rơi vào khoảng với cái sản phẩm này là 77 triệu của khách hàng lấy VAT. Đó, thì với cái chiếc xe Domestic 30 mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm X30 với cái dung tích máy là 1.5 lít, công suất 80 kW ở 5.200 vòng quay. Và chúng ta sẽ có một cái bộ máy có thể nói là một trong những cái bộ máy mạnh nhất được trang bị trên chiếc xe van, các loại xe van hiện tại. Chúng ta sẽ có một cái ngoại thất giống như các cái chiếc xe con, và sẽ có các cái khe lấy gió giống như các cái chiếc xe của BMW. Và tất cả mọi thứ cũng đã quá quen thuộc rồi do cái hệ thống đèn pin xi lông. Chúng ta sẽ quay vào trong cabin một chút xem có gì khác biệt không. Ok, cái sản phẩm này thì cũng giống hầu hết các cái sản phẩm của BMW khác, nhưng khi chúng ta bước vào cái cabin này chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một cái điểm khác biệt. Đó chính là thông thường ở cái khu vực này là bên mình sẽ có một cái hộp chứa đồ cho khách hàng ở đây. Thế nhưng với cái sản phẩm này thì hộp chứa đồ đã thay thế bằng một cái lốc lạnh như thế này. Thì khi khách hàng bật cái nút này lên thì các bạn biết là cái điều hòa trên này sẽ tắt đi và nó sẽ làm mát cho cái khoang hàng đằng sau không thôi. Như nào? Để hạn chế cái việc là hai điều hòa cùng hoạt động một lúc sẽ khiến cái máy này nó bị yếu đi. Thì khi chúng ta bật cái nút này lên thì điều hòa đằng trước sẽ tắt, điều hòa cabin sẽ tắt và điều hòa của khoang hàng sẽ được bật. Đó là một trong những điểm mà bên mình đã cài đặt cho khách hàng, một cái điểm hay mà hầu hết là những cái hãng xe khác, những cái đơn vị khác họ không làm được. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ thể hiện là cái nhiệt độ thực tế, thì mình sẽ bật xe lên, khởi động xe lên cho các bạn xem qua. Đó, khi mình để mình tắt bớt vào gió đi, khi mà chúng ta bật vào đây, đó, và điều hòa này hoàn toàn sẽ mất đi tác dụng. Mình sẽ set về nhiệt độ âm 15 độ C. Đó. Ok, khi mà mình set lên các bạn sẽ nhìn thấy cái nhiệt độ đang 36 độ C và các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ giảm theo thời gian. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái cabin của xe Domestic 30. Chúng ta vẫn sẽ có một cái xe có tất cả các cái trang bị cần thiết cho tài xế, từ điều hòa hai chiều cho tới hệ thống FM radio. Chúng ta sẽ vẫn sẽ có tay lái trợ lực điện, kính điện, chìa khóa điện, tất cả mọi thứ vẫn là một trong những cái chiếc xe mà trong phân khúc của khách hàng hiện tại là một trong những xe mà được trang bị đầy đủ nhất cho tài xế. Ok, thì tất cả những cái mà mình vừa giới thiệu qua thì nếu để trực tiếp khách hàng mà muốn xem về cái dòng sản phẩm này thì mong các bạn có thể là qua trực tiếp bên mình, bên mình sẽ cho các bạn xem qua cái dòng sản phẩm này và cái hiệu năng làm lạnh của nó. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài. Mình đã vừa cho các bạn xem qua cái chiếc xe Domestic X30 có thùng đông lạnh, nhiệt độ là âm 5 độ C của cái sản phẩm này. Thì nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.